Nếu so với tất cả các máy khác nè, anh em sẽ thấy nó quá nhỏ, rất là nhỏ, nó chỉ bằng một cái hộp băng của một cái con máy ha. Đây, anh em thấy không? Rất là nhỏ luôn. Thiết kế quá đỉnh. Đây là cái loa của nó, và nếu mà anh em muốn chơi âm thanh nó tốt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần loa này để cắm vào đây. Muốn bao thì anh em đi cầm kẹt này này, đây có một cái nút bao đây. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em, đừng quên like và subscribe đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái sản phẩm nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.